Alo. Dạ anh ơi, anh kêu ship giao tới đường Nguyễn Nhã thì em ship tới rồi, mà bây giờ em bị lạc đường á, anh chỉ giùm em được không? Số 25 Nguyễn Nhã, chỗ tôi sống yếu quá à. Tới rồi gọi nha. Alo. Alo. Mạng trên núi gì mà sống yếu. Ôi, điện thoại mới đã em, mới con luôn. Cái này mà bán được chắc cũng hơn 10 củ chứ giỡn. Còn mắt chà bá lửa, tiếng liêm tìm xìm đã. Anh trai, anh trả gì? Trời ơi trời, cái gì vậy trời? Em đi hỏi đường. Trời ơi trời, mà hỏi đường mà mày kêu tao muốn gớt mẹ cái điện thoại tao xuống. Thì tại thấy anh tập trung quá, em kêu hoài không nghe nên em mới kêu lớn. Anh trai cho em hỏi đường nha. Hỏi gì? Em đi giao gao cho anh ta nè, mà người ta kêu ship vô cái đường 25 Nguyễn Nhã xong rồi em bị lạc đường, em vô em không biết đường kiếm. Nhã gì trời, ở đây chết cha rồi. Không lẽ thằng này là công an chìm, nó biết mình lấy cái điện thoại cái nó lại nó bắt mình. Đường Nguyễn Nhã hả? Có trời ơi, đây em chỉ cho. Cái đường này nè, đó, anh đi thẳng giùm em. Đó, xong rồi cái anh quẹo vô cái ngã ba, quẹo trái vô cái ngã ba là ngay 25 đường Nguyễn Nhã. À, dạ. Cảm ơn anh trai nhiều nha. Dạ, dạ. Anh trai tốt bụng quá. Dạ rồi, không có gì, cảm ơn cán bộ. Ôi lụt, anh trai vậy. Dạ. Còn gì nữa hả, còn gì nữa hả? Hey, sao anh trai đổ mồ hôi dữ anh trai? Con chuẩn bị cảm nắng đó nha. Chờ tôi xíu. Giờ anh trai bó rau tươi. Coi như cảm ơn. Ăn đi giải nhiệt lắm á. Rồi cảm ơn anh trai nha. Dạ dạ trời. Thôi ơi, em đi nha. Quá đi nè. Ê đi. Rau cỏ gì? Tết tiếp tới nơi rồi, tăng thêm phí chỗ ngồi ở đây. Rồi sắp xếp thêm tiền cho tôi đi. Ôi trời, em bán xưa giờ đây làm gì có vụ mà tăng phí chỗ ngồi gì, thu phí chỗ ngồi gì. Lúc trước khác, bây giờ khác. Ngày bình thường thì không nói, bây giờ Tết tiếp tới nơi rồi, an ninh không có ổn định. Lo đưa tiền cho tôi, đảm bảo an ninh chỗ ngồi ở đây, nhanh. Đại ca, mình đi thu tiền bảo kê thì mình cứ đi thu tiền bảo kê, để mình còn bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực này. Đại ca để em. Ê, bớt khùng lại đi. Mà không thấy nó mang giới xanh hả? Đại ca nói là sao chứ, bữa em đi chơi Duel vừa rồi em mang giới đỏ nữa mà. Mày bớt khùng đi. Thì khi nói là công an chìm á, mình thu tiền ở đây là bị nó để ý rồi, hiểu không? Vậy hả đại ca? Giờ thu tiền bảo kê đúng không? Còn có 10 ngàn để ăn sáng nè, được không? Đi sáng giờ ế chết bán được gì đâu. Có bảo kê gì đâu anh trai. Tụi em đây là thanh niên sinh sớm, cũng là thanh niên tình nguyện, để đảm bảo an ninh cho mọi người buôn bán ở đây thôi mà. Vậy á? Làm hết hồn, tôi tưởng giang hồ không á cha. Vậy thôi trả tiền lại đi. Ủa mà anh buôn bán rau sạch đây hả? Đúng rồi. Giảm giá luôn hả? Đúng rồi. Vậy là tìm đúng chỗ rồi. Tụi tôi thích nhất là những người mà quán có tâm vậy á. Vậy tụi tôi ủng hộ cho anh nha. Đúng mày. Dạ đúng, đúng đại ca. Ờ vậy thôi, hai anh thích gì lựa đi, tôi giảm giá cho. Dạ dạ. Lựa đi mày. Lấy bịch cam nè. Để em đại ca. Cam này nhiêu anh? Hai anh mua hết luôn hả? Hết luôn. 400. Mày là xe đi, nhịn gì nữa. Dạ 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 dạ. 400. Trời lớn vậy. Bo luôn 10 ngàn luôn. Rồi em cảm ơn. Rồi vậy cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ. Sáng sớm chung ánh. Rau sạch đi bà con ơi, rau sạch đi bà con ơi. Mua rau ăn Tết đi bà con ơi.
Ui da, đau, đau. Đứng lại chưa? Đứng cái đâu mà? Cái thằng kia, có giỏi thì đừng có trốn nha. Ơi, cô. Cái gì vậy? Đi chính á. Mày có tin tao phóng cái chổi vô đầu mày không? Mày dừng lại. Mày. Cái con này. Mày đứng lại. Mày. Có tin mày nè. Vợ chồng mày bị điên hay vậy? Ban ngày ban mặt ngược đến lộn dữ vậy? Vậy đâu có. Vợ chồng em mới ăn cơm xong nên chạy tí tập thể dục mà cho nó tiêu cơm. Đúng không mình? Đi về mình. Đi về. Vợ chồng lạ luôn vậy. Tập thể dục vậy nè. Xíu nữa là chúng sẽ gào tao đi. Chúng là tao chơi tao bay luôn. Đi hơi xa với tao đó. Hẹn đi mà hẹn cái xong gió. I'm a lady that you are. Từ lâu. Giúp tao một cái. Cứu gì? Tự nhiên qua nhà tao làm gì mày? Trời ơi, cứu tao còn vợ tao đó. Mày không thấy dạo gần đây hắn vợ tao giữ cho quỷ vậy? Bữa chính mắt mày thấy đó. Nó cầm chổi chà dí tao mày được kìa. Thì chuyện nhà mày lo đi, tao giúp được cứu gì? Trời ơi, gì nghe chán trường vậy trời. Nè. Tao quýnh tao nè. Đây là bằng chứng bạo lực gia đình chứ còn gì nữa. Mẹ mấy mày bắt vợ tao lên phường. Rồi xong rồi lập biên bản cho chữa. Mày có bị điên không? Vợ mày đánh chổi lên đầu mày với mày bị mát hả? Tao bán ga cho phải công an mà bắt vợ mày lên phường lập biên bản. À hiểu rồi quỷ. Thông tin mật. Rồi chuyên ngành đặc vụ đổi gì ha. Là không được tiết lộ. Mày yên tâm hả? Bây giờ mày chỉ cần giúp tao thôi. Còn mấy cái thông tin đó tao không hé răng nửa lời. À là bữa giờ là mày tưởng tao là công an chìm hả? Nè. Cái gì vậy cha nội? Cười như khùng vậy. Là hóa ra là bữa giờ tụi bay tưởng tao là công an chìm hả? Ờ. Tao mang vớ xanh này nè, là tao mang phong thủy để tao bán rau đắt hơn. Trời ơi, hàng gì bữa giờ tao đi ra đường, tao đi đâu tao cũng gặp người tốt hết trơn á. Tao tưởng tao hên, ai ngờ là tụi bay tưởng tao là công an chèm á. Á, tao bắt cự quá, tao chèo không nổi, mày yên đi để tao cự xíu á. Chắc tao chân quá.